Hi. So you connect the right channel to the right output. Otherwise, if this, you change the low to the high to low, then something bad will happen. Mặc dù chỉ định là trên cái ngõ ra của relay này, kênh A là ví dụ là trên low, B là trên high chẳng hạn, thì tương ứng là phía sau lưng của cái loan sẽ có cái ngõ, ví dụ là low là chỉ vô được đúng cái terminal đó, ta không có vô ngõ được ngõ ngược lại được, và đã xin quy định là cái chân mình đó là chân số mấy, ví dụ là chân 3, chân 4 chẳng hạn. Rồi, nếu có quyền là quy